anh em nha. Thì hôm nay quay anh em xem một chiếc xe cùng giá vừa thôi cho anh em tham khảo. Chiếc 98 triệu anh em nhé. Chỉ có 98 triệu thôi. 98 triệu thì có máy dùng máy 32 trắng chai này. Máy 32 này. Đây nha, 32 trắng chai. Rồi tời thì tời nhỏ. Tời đi đẩy thôi anh em. Bộ tời nhỏ, nhông nhỏ. Dàn quy tô. Lốp sau 50. 98 triệu là thang hơi lốc kê luôn anh em nhé. Đây, lốc lạnh anh. Lốc lạnh. Chạy bốt đi vô. Đó. Thang hơi lốc kê. Và trục trục 2,5 tấn Isuzu lên anh em nhé. Sau này anh em có muốn ráp cửa dĩa hay ráp vào đấy thì sau này nó tiện, ráp cửa dĩa này cái lát thôi ha. Trên một số và là cái xe này bữa nay đâu 98 triệu được, có làm lắp hộp lai anh em nha, hộp lai có làm hộp lai luôn nhé, hộp lai ắc lớn ắc 95, đèn điện xi nhan đầy đủ. Cái lốp này lốp cũ anh em, chưa thay lốp nha, chắc sơn xong rồi mới thay. Xe này xe của anh em bên Buôn Giao. Mai sơn này chắc chiều mai giao rồi anh em. Mai giao anh em. Lốp nhìn thảm nha. Mai thay lốp dơ nhìn là đẹp. Đó, thì giá 98 triệu thì nó cũng chung đơn giản vậy thôi. Xe nhỏ, gọn. Xác xe nhẹ. Đấy, anh em bên Buôn Giao thì thích xác xe nhẹ, không thích nặng lắm. Cho nên giá thì nó cũng vừa phải thôi. Dàn dưới là dàn chạy V8 nha. Đèn điện xi nhan. Lốc kê. Thang hơi. 98 triệu là lắp hỗ trợ lắp hộp lại cho anh em luôn. Sau này anh em có ráp nhông đồ thì cầu lên cầu đẩy thì nó nhẹ rồi. Xem tới anh em mai sơn rồi, mai sơn chiều mai giao. Ờ, cho xong chiếc hai chiếc này luôn. Mai sơn xong rồi mình review luôn, là mình chạy xe qua bên Buôn Giao cho anh em luôn. Thì là mai mình có cơ hội chạy ra đường tránh mình quay rồi anh em nhé. Gì mình ra đó mình quay cho anh em xem. Còn chiếc này thì bể lock rồi anh em ạ. Tách lock rồi. Anh em đem qua làm lại thay lock. Đây, bể lock rồi nha. Anh em muốn làm xe thì cứ liên hệ với mình nhé. 0379452883. Có những chiếc xe rẻ phù hợp với giá tiền của anh em hiện tại nhé. Tại vì thời buổi giờ đang khó khăn lắm. Nói chung anh em muốn anh đang kiếm cái xe rẻ rẻ vừa tiền. Thì mình thì luôn có những cái xe nó rẻ phù hợp với anh em. Nói chung là để anh em chạy đi chợ cà phê. Mình sắp vô mùa cà phê rồi anh em. Hôm nay chủ nhật thì anh em nghỉ mất mấy người rồi. Thằng mai mới vô làm lại đông đủ. Chàng trai nhìn láng o. Anh em thì cứ
xem này, là giá xe thì đó, chiếc này 98 triệu anh em nhé. Thì có gì là anh em ủng hộ thì cứ liên hệ bên mình nhé. Là trong thời gian qua thì mình cũng cảm ơn anh em rất là nhiều luôn, anh em đã qua ủng hộ mình rất là nhiều, thật sự đó là rất cảm ơn anh em luôn. Hôm nay chủ nhật thì nói chung quay lên làm đoạn video đăng lên cho anh em xem để nói lời cảm ơn anh em thôi. Rồi nha anh em nha. Rồi chào anh em nha.